Rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Sự thật tuyệt vời, thầy tử vi báo trước cực chuẩn, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, biết được thiên cơ, đến thời đổi vận, đúng tháng 6 âm lịch 2024, làm đâu chúng đó, tiền về như thác lũ, giàu có cũng là lẽ đương nhiên. Thưa quý mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 thân mến, đây không phải là lời dự báo hay gì cả, chỉ đơn thuần là một lời tâm sự động viên thời kỳ phi thường cần cách xử lý phi thường, và mọi quyết định phải đủ sự cẩn thận kỹ lưỡng. Kỷ Dậu đang trong cái đoạn phi thường như vậy, nói là đoạn thời thế vận xoay, thời vận dung chuyển, mọi thứ tưởng ổn lại có sự đổi thay, mọi thứ tưởng yên lại có sự chuyển cảnh, định hình hiện tại là thời điểm lựa chọn, là thời điểm 67 sẽ bộc lộ bản tâm và cái điều họ thật sự mong muốn một cách rõ rệt nhất. Tuy có chút khó khăn, nhưng cũng là cái đoạn mà 67 thấu hiểu điều họ thật sự cần, con đường mà họ hướng tới và phần đời còn lại họ sẽ có cuộc sống như thế nào. Thưa quý mệnh chủ, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho quý cô bác anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch để giúp cho quý cô bác anh chị cãi vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến đây, mời quý cô bác anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu thân mến, tôi biết không phải vô duyên vô cớ mà bản mệnh lại đến được đây, mà phải thật hữu duyên hữu ý thì ta mới có thể gặp nhau tại giây phút tâm linh đặc biệt này. Mong cầu lớn nhất, duy nhất của những lời tiên tri không phải là dự báo trước về tương lai, nhưng nó chính là bản lề song hành cùng cánh cửa vận mệnh con người, hưng thịnh hay suy tàn, giàu sang hay nghèo khổ. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đến thời hiện đại, các nhà tử vi, các nhà phong thủy, các nhà chiêm tinh học đang ngày đêm nghiên cứu và đúc kết số mệnh của con người, nhất là trong những năm gần đây. Chắc hẳn nhiều quý khán giả đã nghe nói rất nhiều đến các nhà tiên tri, trong đó có thần đồng tiên tri Ấn Độ, là người nổi bật hơn cả, khi đã 5 lần dự đoán chính xác 100% về vận mệnh nhân loại cùng với những thảm họa xảy ra. Và mới đây nhất, cậu cũng có những dự ngôn gây sốc về vận mệnh của nhân loại, nhưng có liên quan mật thiết đến số mệnh của 12 con giáp trong năm 2024, năm cuối cùng của đại nạn thế kỷ nhân loại. Trong đó, tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 là nổi bật hơn cả. Nếu bản mệnh may mắn là một trong số những con giáp sắp được luận giải này, bản mệnh có thể hưởng vận may, chuyện làm ăn trở nên thuận lợi hơn, những việc khó khăn được đẩy lùi. Đặc biệt là trong tháng 6 âm lịch năm 2024 này, mọi chuyện phát triển hanh thông, vạn sự như ý, tài lộc song toàn, đem lại cho bản mệnh cuộc sống vui vẻ, đủ đầy hơn so với các giai đoạn trước đó. Vậy, vận may nào sẽ đến với Kỷ Dậu sinh 1969? Làm sao để tận dụng các cơ hội ban tới? Tất cả những điều này đều được kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi thật kỹ video và chiêm nghiệm nhé! Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch. Can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng, mưu sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy tháng mới mang tới nhiều may mắn cho người tuổi Kỷ Dậu, vận khí tăng đều đều, trạng thái tinh thần của bạn cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ, thêm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của mình. Tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu cho thấy, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh và sao tả phù nâng đỡ, công việc của bản mệnh đã khá hơn, một vài kế hoạch mới đã được triển khai, và các việc dang dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Khi có kế hoạch mục tiêu rõ ràng được người có kinh nghiệm giúp đỡ như vậy, mà bạn có thể đạt được một số thành công nhất định. Nguồn thu nhập trong tháng mới của Kỷ Dậu cũng được dự báo nhiều sự cải thiện,
thậm chí nhờ có thực thần soi rọi mà nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Có khá nhiều người đã giúp đỡ và có đóng góp vào thành công của bản mệnh, nên đừng quên cảm ơn những người đã kề vai sát cánh với mình nhé. Trong tháng Tân Mùi, đường tình duyên của con giáp này không có gì đáng ngại, vì bạn biết cách cân đối thời gian hợp lý để không phải phân vân lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, có nhiều cơ hội để người độc thân gặp gỡ kết thân với đối tượng khác giới. Có điều kỵ nhất là thái độ mập mờ không dứt khoát, hay đứng núi này trông núi nọ, rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Về sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu trong tháng nhìn chung bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao, thì cơ thể khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, uể oải. Tuổi Kỷ Dậu nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố quá khiến bản thân quá tải. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Dậu. Sinh năm 1969, trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp thấy rõ, phương diện sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu trong tháng mới có nhiều thuận lợi. Sự quyết đoán và nỗ lực sẽ đem tới may mắn cho bạn. Hãy tận dụng thời gian này để tăng hiệu suất công việc. Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh lại có quý nhân tả phù chỉ dẫn tuổi Kỷ Dậu cho thấy năng lực khi xử lý công việc đâu vào đó. Bản mệnh làm việc hiệu quả thu về nhiều lợi ích. Bạn có tinh thần tập thể rất cao, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để đem về lợi nhuận cho tập thể. Cuối tháng bạn nhận được mức khen thưởng xứng đáng là điều tất nhiên, một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc dang dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Bạn làm việc cẩn thận và nguyên tắc hơn, khi có kế hoạch mục tiêu rõ ràng bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, không còn phải mất công loay hoay mò mẫm chút một. Ngoài ra, con giáp này cũng may mắn được người có kinh nghiệm giúp đỡ, các mối quan hệ xã giao mà bạn tốn công sức vun đắp thường ngày được dịp phát huy công dụng khi cần, đem tới cho bản mệnh nhiều sự hậu thuẫn đắc lực, nhờ vậy mà bạn có thể đạt được một số thành công nhất định. Tuy nhiên, vận trình vẫn ám tàng một vài thử thách nhất định, nhất là khi có thiên cầu hung tinh rình rập, điểm báo sẽ có tiểu nhân gây ít nhiều khó dễ. Một vài kế hoạch bị cản trở bất ngờ, nếu bạn giữ được bình tĩnh cần thiết thì vẫn có thể kiểm soát được tình hình, lấy lại thế chủ động. Chiêu trò của tiểu nhân cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Ở thời điểm này, dù gặp việc khó cũng chớ vội nản lòng, sau khi hoàn thành bạn sẽ thấy công việc phát triển rõ rệt. Hãy nhìn vào đó để có thêm động lực, dù có căng thẳng một chút thì mọi thứ cũng sớm qua đi nhanh thôi. Điều quan trọng vẫn là cách bạn đối diện với vấn đề. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng mới của 12 con giáp cho thấy, công việc đang trên đà thuận lợi, thì không có lý do gì mà tài vận của người tuổi Kỷ Dậu lại không có tiến triển cả. Nguồn thu nhập trong tháng mới của bản mệnh cũng được dự báo nhiều sự cải thiện. Nhờ nguyệt lệnh trường sinh nở rộ, lại thêm thực thần soi rọi giúp mang tới nhiều may mắn và sự hanh thông về tiền bạc cho tuổi Kỷ Dậu. Nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Lúc này không chỉ chính tài tăng rõ rệt, mà thứ tài cũng ngày càng sáng, vận may tiền bạc đang mỉm cười với bạn. Việc ký kết hợp đồng, giao dịch trong tháng tiến triển khá thuận lợi. Người làm công ăn lương nên tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh các hạng mục đàm phán. Hợp tác làm ăn tỷ lệ thành công khá cao, sẽ giúp bạn nhận được khoản hoa hồng không nhỏ về túi. Người kinh doanh buôn bán cũng tất bật với công việc, đạt doanh thu khả quan hơn trước. Các mối làm ăn cũ mới đều khá vững, đôi bên hợp tác cùng có lợi, nên doanh thu luôn được đảm bảo có lợi cho cả đôi bên. Tháng này cũng là thời điểm lý tưởng để tiến hành đầu tư, nếu khéo léo chi tiêu và dùng tiền rảnh rỗi để đầu tư vào lĩnh vực bản thân có nghiên cứu từ lâu, tuổi Kỷ Dậu sẽ kiếm thêm lợi nhuận lớn, thậm chí vượt xa so với dự tính ban đầu. Tuy nhiên, có dấu hiệu tranh chấp hoặc mất mát tiền của do ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh, tuổi Kỷ Dậu vẫn cần hành sự thận trọng, nhất là trong đầu tư. Bạn cũng cần làm việc và chi tiêu có kế hoạch, tránh tình trạng nay lãi mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngay, khó tích lũy cho tương lai sau này. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 6 âm lịch. Về tình duyên, bản mệnh có thể sẽ đón nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh giúp đào hoa khởi vượng, người con độc thân sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn người thực sự phù hợp với mình. Các mối nhân duyên của bạn có thể sẽ bắt đầu từ mai mối, do đó, con giáp này không nên từ chối các cơ hội được giới thiệu từ bạn bè. Tuy nhiên, nhân duyên vượng sẽ kỵ nhất là thái độ mập mờ, không dứt khoát, hay đứng núi này trông núi nọ, nếu không bạn sẽ rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Với các cặp đôi, đường tình duyên của con giáp này không có gì đáng ngại, vì bạn biết cách cân đối thời gian hợp lý, để không phải phân vân lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Cả hai nên dành thêm thời gian chia sẻ với nhau, thì mối quan hệ sẽ luôn bền chặt. Người đã có gia đình thì dễ dàng hòa giải bất đồng, cả hai biết đứng trên lập trường của người kia để suy nghĩ,
nên nhanh chóng đồng cảm với sự khó khăn của nửa kia. Những người lớn tuổi thì nên kiềm chế lời nói khắc nghiệt, tránh gây ức chế cho con cháu. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 6 âm lịch. Tình hình sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 6 âm lịch này được nhận xét là bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuổi Kỷ Dậu được trường sinh thể trạng tốt, bản mệnh cũng luôn chú trọng rèn luyện được âm dương hài hòa, hỗ trợ sức khỏe đảm bảo bệnh tật sẽ tự tránh xa. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao thì cơ thể khó tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải, tuổi Kỷ Dậu nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố quá khiến bản thân quá tải. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận cho con giáp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết: trong tháng 6 âm lịch, bản mệnh may mắn được người có kinh nghiệm giúp đỡ, chỉ bảo tận tình nên đạt được nhiều thành công nhất định. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Mão và tuổi Kỷ Dậu. Tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu hồng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tiếp nối những may mắn vận khí của người tuổi Kỷ Dậu trong tuần mới khá lý tưởng, nhờ có sao tốt thiên đức chiếu mệnh, những gì bạn làm sẽ được mọi người công nhận và tôn trọng. Bản mệnh cũng có thêm cơ hội phát triển, để hạn chế những rắc rối không đáng, bạn cũng nên chú ý đến quá trình giao tiếp, chớ vội gạt bỏ ý kiến của người khác một cách thẳng thừng, ngạo mạn. Công việc có nhiều tiến triển lạc quan, vẫn còn đó những thách thức, nhưng đó đồng thời cũng là cơ hội để bạn bứt phá trong thời điểm này. Do đó, tuổi Kỷ Dậu càng phải tập trung tự tin quyết tâm và không chùn bước trước khó khăn. Ngoài ra bạn cũng nên tận dụng sức mạnh của đội nhóm để đạt được thành công. Tuần này tài lộc khá tốt, tuổi Kỷ Dậu có nhiều cơ hội nâng cao thu nhập hơn ngay từ đầu tuần, nhưng đừng lơ là cảnh giác vì hung tin kiếp tài rình rập. Nhắc nhở bạn hãy chú ý đến những khoản đầu tư thận trọng và đừng tham lam theo đuổi lợi nhuận bấp bênh, kẻo sẽ phải trả giá. Về chuyện tình cảm, đối với những người độc thân, cuối tuần là thời điểm tuyệt vời để có cơ hội kết thêm bạn mới, càng tham dự nhiều sự kiện xã giao, bạn càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người cùng tần số, cùng sở thích. Đối với những người đang yêu, mối quan hệ giữa hai bên sẽ tốt đẹp hơn nhờ có sự thấu hiểu và bao dung. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, thái dương các tinh độ mệnh, các kế hoạch diễn ra đúng như mong muốn, giúp tuổi Kỷ Dậu có thêm cơ hội để học hỏi và rèn luyện bản thân. Ngay từ đầu tuần, bạn đã gặt hái được những thành tích quan trọng, chất lượng công việc gần như không có gì phải chê trách, cấp trên không tiếc dành cho bạn những lời ngợi khen và tuyên dương bạn trước tập thể. Tuy nhiên, càng về cuối tuần vận khí càng giảm sút, do sự xuất hiện của hung tinh thiên quan, sẽ có những chuyện rắc rối bất ngờ xảy ra, mối quan hệ với đồng nghiệp nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi. Do những ganh ghét từ trước đó, thị phi chẳng chừa một ai, nhất là khi con giáp này không cẩn trọng lời ăn tiếng nói, thì càng dễ gặp phải tai bay vạ gió. Đây sẽ là một tuần kiếm tiền thuận lợi với con giáp này, cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên, có thể Kỷ Dậu sẽ gặp được cơ hội kiếm tiền hiếm có. Chỉ cần chịu khó vất vả một chút là sẽ có được tiền bạc trong tay. Những ngày cuối tuần bạn nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý, tránh xa đà vào chuyện mua sắm. Chuyện tình cảm trong tuần khởi sắc, nhất là với những người đang có đối tượng tìm hiểu, đôi bên có sẵn hào cảm với nhau nên quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Tuy duyên phận bất ngờ nhưng lại mang tới hạnh phúc vô bờ bến, khiến bạn chỉ muốn đắm chìm trong vị ngọt tình yêu mà thôi. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Người tuổi Kỷ Dậu được dự báo có một tuần gặt hái được khá nhiều thành quả trên con đường sự nghiệp. Những công sức mà bạn phải bỏ ra cuối cùng cũng mang lại hoa trái ngọt lành. Sự tự tin tăng vọt cũng giúp con giáp này mạnh dạn triển khai các kế hoạch quan trọng, đưa ra các ý tưởng sáng tạo thú vị. Thời điểm này, tuổi Kỷ Dậu thoải mái thể hiện được năng lực của mình, được cấp trên tín nhiệm và giao cho nhiều trọng trách. Bản mệnh có thể sẽ phải chịu khá nhiều thách thức, nhưng đó chính là những thử thách mà con giáp này phải vượt qua nếu muốn chạm tay tới mục tiêu của mình. Không chỉ công việc, tuần này còn là thời điểm tài lộc vượng phát, thu nhập của tuổi Kỷ Dậu khá ổn định, không phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất, nên rất thoải mái trong chi tiêu. Những lúc tiền đang đầy túi, chỉ cần bạn biết cân đối hợp lý, không tiêu xài quá đà thì sẽ không phải lo lắng điều gì. Chuyện tình cảm, có sao Bách Việt chiếu mệnh, báo hiệu đào hoa nở rộ. Cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười với con giáp này, mang tới cho bạn những mối duyên tốt đẹp bất ngờ. Với các cặp đôi, nhờ có đối phương thấu hiểu và chia sẻ nhiều chuyện, cũng là động lực để bản mệnh cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống.
Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tử vi tuần mới của tuổi Kỷ Dậu cho thấy, bản mệnh sẽ đón nhận nhiều niềm vui ở khía cạnh tình cảm. Không những thế, đây cũng sẽ là thời điểm hoàn hảo củng cố lại các mối quan hệ của tuổi Kỷ Dậu. Dẫu cho đó là mối quan hệ đối tác làm ăn hay mối quan hệ tình cảm, bạn đều sẽ tìm được chìa khóa thành công thông qua những cuộc trò chuyện chân thành và sâu sắc. Tuần này người tuổi Kỷ Dậu có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong công việc. Có những thời điểm dự án mà bạn tham gia sẽ có kết quả vượt trội. Đây sẽ là thời điểm để bạn gặt hái thành quả bấy lâu nay của mình. Mục tiêu quan trọng nhất của bản mệnh chính là vấn đề tài chính. Cắt giảm chi tiêu sẽ là một điều khó khăn với bạn, nhưng với một mục tiêu tiết kiệm rõ ràng, trước mắt mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn. Sức khỏe của con giáp tuổi Kỷ Dậu là một trong những khía cạnh mà bản mệnh lo lắng nhất. Bạch hổ hung tinh mang điềm báo tai họa, hỏa huyết quang, ma chay. Nhìn chung, trong tuần bản mệnh cần lạc quan để tránh quá căng thẳng khi rắc rối xảy ra với mình. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần, mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kinh minh đường tử vi mà bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tỷ hưu. Với người tuổi Kỷ Dậu, tỷ hưu có khả năng bảo vệ và hóa giải những tác động tiêu cực, nó có khả năng đuổi tà ma, xua tan rủi ro và bảo vệ khỏi các yếu tố không mong muốn. Trong cuộc sống, sự hiện diện của tỷ hưu có thể tạo ra một bức tường bảo vệ năng lượng xung quanh, giúp duy trì sự yên bình và an toàn. Bên cạnh đó, tỷ hưu cũng biểu thị sự may mắn và thịnh vượng, nó có khả năng thu hút tài lộc và tạo ra một luồng năng lượng tích cực trong môi trường. Tỷ hưu tượng trưng cho sự kết hợp giữa khả năng bảo vệ và tăng cường năng lượng, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Thiềm thử. Đối với người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, mệnh thổ, thiềm thử phong thủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hút và bảo vệ tài sản, cùng với việc giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Thiềm thử hình dáng tròn trịa, có ba chân, vị trí đặt thiềm thử trong nhà hoặc nơi làm việc của người tuổi Kỷ Dậu có thể tạo ra dòng năng lượng thúc đẩy tài lộc và thuận lợi. Đặc biệt với mệnh thổ, thiềm thử có khả năng định vị và kiểm soát, giúp họ bám trụ vào cơ hội và giải quyết khó khăn một cách linh hoạt. Thiềm thử còn được coi là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, biểu tượng cho sự thăng tiến và phát triển trong cuộc sống. Với người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, thiềm thử phong thủy có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự nghiệp định hình tương lai và tăng cường khả năng quản lý tài chính. Tượng cá. Cá phong thủy là một biểu tượng mang trong mình với nhiều ý nghĩa tích cực trong văn hóa phong thủy. Đối với người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 mệnh thổ, nó có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo ra sự cân bằng và thúc đẩy tài lộc, mang lại may mắn và thịnh vượng cho cuộc sống. Cá thường được xem là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, biểu tượng cho tài nguyên dồi dào và khả năng sinh sản. Với người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, vật phẩm có thể giúp cân bằng năng lượng, tạo ra môi trường thích hợp để tài lộc và cơ hội tự nhiên đến gần họ. Ngoài ra, tượng cá còn có ý nghĩa về sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Khi đặt nó ở nơi đang làm việc hoặc trong không gian sống, người tuổi Kỷ Dậu có thể tận dụng năng lượng tích cực mà nó mang lại để tạo ra môi trường sự phát triển và thành công. Quả cầu phong thủy. Với người tuổi Kỷ Dậu, quả cầu phong thủy có khả năng bao bọc và mang đến bình an cho không gian xung quanh. Ánh sáng phản chiếu qua quả cầu tượng trưng cho ánh sáng tinh thần, giúp làm sáng tỏ tâm hồn và thu lại sự yên bình. Đặt quả cầu phong thủy trong nhà hoặc nơi làm việc có thể giúp tạo ra môi trường tĩnh lặng và thuận lợi cho tập trung thiền định và sự sáng tạo. Bên cạnh đó, quả cầu phong thủy còn có khả năng thu hút năng lượng dương tích cực và tăng cường may mắn, sự thành công của kết quả. Cầu phong thủy tượng trưng cho sự toàn vẹn và cân bằng, giúp tạo ra dòng năng lượng ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Thuyền buồm phong. Thuyền buồm phong thủy là biểu tượng mang trong mình biểu tượng về hành trình khám phá và cơ hội mới. Đối với người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 mệnh thổ, thuyền buồm có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng sự phát triển, thăng tiến và mở rộng cơ hội trong cuộc sống. Thuyền buồm là biểu tượng cho sự tự do và khao khát khám phá. Đối với những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nó có thể thúc đẩy khao khát học hỏi, giúp họ tiếp tục mở rộng tầm nhìn và tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển. Thuyền buồm phong thủy cũng có khả năng tạo ra sự cân bằng năng lượng trong môi trường xung quanh bằng cách đặt nó ở những nơi quan trọng trong ngôi nhà hoặc nơi làm việc.
người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 có thể tận dụng khả năng hấp dẫn để thu hút những cơ hội thú vị và may rủi trong cuộc sống. Cây tài lộc. Cây tài lộc là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn trong cuộc sống, đặc biệt đối với những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 mệnh thổ. Cây tài lộc có thể thu lại những cơ hội mới, thuận lợi và phát triển trong sự nghiệp và tài chính. Hình ảnh cây xanh mọc mạnh mẽ sức sống, thể hiện khả năng phát triển vượt bậc và tạo nên môi trường thịnh vượng. Cây tài lộc cũng có khả năng hút tài lộc và may mắn vào nhà hay nơi làm việc của người tuổi Kỷ Dậu. Hình ảnh cây xanh và quả trái là biểu tượng của sự sinh khí đầy đủ và thịnh vượng, giúp tạo ra một môi trường tích cực và giàu có. Quý khán giả thân mến, Phật dạy về thay đổi tính cách, nói rằng hãy từ bỏ nóng giận thì phiền não sẽ không đến với các người. Một ý niệm giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Trước khi bạn muốn đi theo con đường của Phật, việc đầu tiên phải làm là dẹp bỏ tâm tính nóng giận. Vì khi nóng giận thì con người sẽ phóng hỏa đốt rừng công đức, mọi cố gắng trước đây sẽ bị tiêu tan. Thay đổi tính cách nóng này như thế nào trước mọi trạng thái bất mãn? Bạn phải vững tin nhân quả. Người khác làm mình tổn thương mình ở kiếp này đều là có lý do của nó cả. Có thể đây là quả báo mình phải trả giá cho lỗi lầm ở kiếp trước. Hãy chấp nhận số phận của mình. Nếu bạn không tin vào nhân quả chẳng khác nào ngày xưa đi vay tiền của người khác, nay muốn trả cũng không được. Một số người không tin vào nhân quả. Họ nói, nếu tôi không nhìn thấy nó, thì chứng tỏ nó là thứ giả dối do con người tự bịa ra. Đó là quan điểm riêng của các bạn. Không ai phản đối cả. Miễn sao bạn biết tu tâm dưỡng tính, không nổi nóng, sân si với những người xung quanh, chấp nhận mọi điều tốt xấu ở đời là đủ. Quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.